Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa rằng: Kìa, mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, sống trong cùng một gia đình, trong cùng một dòng tộc, một người trong dòng họ có thể có ảnh hưởng và là niềm tự hào cho dòng họ đó. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Nhưng cũng trong một tập thể, khi có một thành viên bị chê trách, dường như cả dòng họ, cả tập thể đó cũng muốn tìm cách để dẹp trừ và tìm cách để cho tiếng xấu của người đó không ảnh hưởng tới mình. Một con sâu làm rầu nồi canh. Trường hợp đó thật đúng cho Chúa Giêsu như trong tin mừng ngày hôm nay mô tả. Ngài bị chỉ trích, bị phê phán và bị lên án một cách mạnh mẽ từ các nhà chức trách tôn giáo của Do Thái. Điều đó làm ảnh hưởng tới những người họ hàng của Ngài, đến nỗi họ đem theo cả mẹ Maria để gây sức ép cho Chúa Giêsu, để mời gọi Ngài tìm cách dừng lại những việc mà Ngài đang làm. Chính họ cũng coi Chúa Giêsu như người mất trí, và như thế có thể sẽ bị bắt, bị giết chết, và cả chính họ cũng sẽ bị liên lụy như thế. Chúa Giêsu dường như đã phớt lờ đi những việc làm của họ để công bố tiêu chuẩn, để xác định mối tương quan của những người Kitô hữu với Ngài. Đó là nghe và thực hành lời của Thiên Chúa mới là mẹ và anh em đích thật của Ngài. Đó cũng là một cách để Chúa Giêsu gián tiếp để khen ngợi mẹ Maria, người đã luôn luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa như lời xác quyết của Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế tín lý và giáo hội. Phúc cho những ai đã nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa như mẹ Maria đã luôn luôn trung tín và thực hành, trở nên là gương mẫu cho những môn đệ, cho những người thuộc gia đình của Thiên Chúa. Vượt lên trên mối quan hệ của huyết thống, Chúa Giêsu đón nhận và đưa chúng ta vào một mối quan hệ mới, mối quan hệ đầy yêu thương và đầy hiệp nhất với Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần, và với tất cả những ai thuộc về gia đình Thiên Chúa, những ai lắng nghe và thực thi lời của Thiên Chúa. Ân ban này chúng ta đón nhận tất cả để đón nhận tất cả những ai thuộc về Đức Kitô là anh chị em của chúng ta, để trở nên một gia đình mới, một gia đình được mở rộng, không chỉ gói gọn ở trong mối quan hệ của huyết thống và máu mủ, nhưng là mối quan hệ được thể hiện bằng tình yêu thương. Những người được thuộc về gia đình của Thiên Chúa để biết yêu thương, quan tâm, lo lắng cho nhau, để trở nên là anh chị em của nhau qua những việc làm đầy tình bác ái hơn. Và như thế, lời Chúa sẽ không còn được thể hiện ở trên môi miệng, trên mặt chữ, trong những quyển sách, nhưng là được áp dụng một cách cụ thể, một cách thực tế ở trong cuộc sống. Lời Chúa như thế sẽ trở nên là kim chỉ nam, là hướng đi cho cuộc sống của mỗi người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Anh chị em thân mến, ai đời đã biết mẹ và anh em mình thấp thỏm ở ngoài muốn gặp mình, mà Chúa Giêsu chẳng có những lời mời chào, lại còn vô tình lạnh nhạt như chẳng quen. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe kể như vậy đó, nghe cũng lạ, nhưng bình tĩnh lại theo dõi diễn tiến từ đầu đến cuối, người ta mới thấy Chúa Giêsu không vô tình một chút nào, mà ngược lại, Ngài đã chú ý tận dụng cái cơ hội này khi mẹ và anh em bà con đến nơi Ngài rao giảng, để Ngài dạy về một tình thân còn đẹp và to lớn hơn bội phận. Nếu không hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thấy tội nghiệp Đức Mẹ như bị dội vào một gáo nước lạnh. Chẳng rõ Chúa Giêsu xa gia đình ở Nazareth từ bao lâu, nhưng hôm nay mẹ và anh em bà con mới đến gặp Ngài. Các sách tin mừng kể lại một câu nói của Ngài gây sốc: ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Nhưng thật ra Chúa Giêsu không nói về những người trong gia đình máu mủ ruột thịt đứng ở ngoài kia, mà Ngài nói về một gia đình mới rất thân thương đang ngồi ở trong này. Điều Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là những người đang ngồi nghe lời Ngài giảng và đem ra thực hành, thì họ là những người thân trong gia đình mới của Ngài. Gia đình mới của Ngài không gò bó giới hạn trong ruột thịt máu huyết, mà khai mở một gia đình mới trong đức tin và thánh thần rộng khắp thế gian. Khi Chúa Giêsu về trời thì gia đình thiêng liêng đó của Ngài cứ một ngày một lớn mạnh, bắt đầu là các tông đồ, rồi các môn đệ và những người từng theo Ngài trên bước đường rao giảng. Họ quy tụ lại với nhau chung quanh mẹ ruột của Ngài, cùng cầu nguyện và làm lên một gia đình thiêng liêng lớn. Tương tự như vậy, nhìn lại chúng ta bây giờ, nước trời đang lan tỏa từ trái tim chúng ta, những người thực thi ý Chúa, đến đời sống chúng ta. Nó lan tỏa lớn mạnh cho đến bây giờ hàng 2 tỷ người đang gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu, và chúng ta gắn bó với nhau như anh em. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết lắng nghe và mau mắn thi hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày, để chúng ta trở thành thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa. Trong đại gia đình này, một tình thân thiêng liêng được mở ra, một gia đình phổ quát được thiết lập, một niềm hạnh phúc được nở sinh. Mẹ và anh em của Chúa Giêsu là chính chúng ta đang thân thiết với nhau, đang sống tốt và thân ái với nhau. Chuyện kể một người vô ý đi ngoài hè phố, vấp phải một thúng cam của một cô gái mù đang bán bên hè phố. Cô bé không biết làm sao mà nhặt lại đựng được những quả cam đang lăn dài trên đường. Có một người nhặt lại và trao cái thúng cam vào tay cô bé. Anh ta nói với cô: con ơi, ta nhặt đủ cho con rồi đấy. Cô bé nói: ông là ai? Ông có phải là Chúa Giêsu không? Im lặng một lát, người đàn ông nắm tay cô bé và nói nhỏ: không phải đâu, ta chỉ là người nhà của Chúa Giêsu thôi. Cô bé vui vẻ nói: con biết mà, Chúa Giêsu tốt thì người nhà của Ngài cũng thật tốt. Chúng ta đang có sự sự với nhau xứng đáng là người nhà của Chúa Giêsu không? Là cha mẹ, anh em, chị em trong gia đình của Chúa không?